Lực lượng an ninh Pháp đã bắt giữ một thanh niên 18 tuổi, người Chechnya, bị tình nghi lên kế hoạch tấn công sân vận động bóng đá Geoffroy Guichard ở thành phố Saint-Étienne trong thời gian diễn ra các cuộc tranh tài trong khuôn khổ Olympic Paris 2024. Nội vụ Pháp nêu rõ nghi phạm chịu ảnh hưởng của hệ tư tưởng Hồi giáo, muốn tấn công khán giả cũng như lực lượng an ninh và chết như một kẻ tử vì đạo. Đây là lần đầu tiên lực lượng chức năng nước này ngăn chặn một cuộc tấn công được lên kế hoạch liên quan đến Olympic mùa hè 2024. Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8. Pháp hiện đang duy trì cảnh báo an ninh ở mức cao nhất. Hầu hết các mối lo ngại đều tập trung vào lễ khai mạc dự kiến diễn ra trên đoạn sông Seine dài 6 cây số. Việc kiểm soát an ninh trong một khu vực rộng lớn như vậy ở thủ đô Paris được xem là một thách thức lớn.